tức là mình thích tranh luận, mình thích bảo vệ cái quan điểm của mình, nhưng mà không có nghĩa là kiểu như là cứng đầu đâu, tức là theo cái kiểu như là bảo thủ đâu, tức là mình cũng biết lắng nghe, nhưng mà mình cũng khá là bướng bỉnh, vì là có thể nói là chán rất là dô. Một trong những cái điểm mà khán giả rất là nhớ đó là Huyền có một cái chán rất là dô. Thì thực ra hồi bé thì mình rất là ghét cái khuyết điểm đấy, nhưng sau này thì khi mà mọi người lại nhớ mình vì cái hình ảnh đó thì mình lại cảm thấy rất là tự hào về cái chán dô, vì nó và suốt ngày ở nhà bố mẹ mà có việc gì mà mình thấy bướng bỉnh lại kêu chán dô, tức là đó thì có thể là nhé. Nhưng mà ở trong công việc thì cái lập trường của mình cũng rất là rõ ràng. Với những cái việc mà mình cảm thấy không hợp lý, mình sẵn sàng đứng lên bảo vệ quan điểm. Chị có tin là người tính không bằng trời tính không? Chắc chắn. Không tin được. Đúng, Huyền rất tin câu đấy. Bởi vì thực ra người tính không bằng trời tính. Biết đâu mấy năm sau nữa nó lại là khác, một sự khác biệt thì sao? Mình cũng không thể nói trước được. Nhưng mình, cái mà mình có thể làm được đó là việc ngày hôm nay mình luôn luôn nỗ lực làm bằng cái tốt nhất cái khả năng của mình, để không bao giờ mình phải ân hận về những cái việc mình đã từng làm. Còn tương lai làm sao biết được, và đó chính là cái điều hấp dẫn của cuộc sống. Trước khi hôm nay đến đây trò chuyện với chị thì Minh Nga có tình cờ đọc được một cái câu nói rất là hay, đó là một cái người đã nói là thiên nga mà tắm ở thương trường thì cũng trở thành gà chọi thôi. Mỗi câu nói với con rất là vui, nhưng mà nó là những cái người phụ nữ mà xinh đẹp mà làm trong lĩnh vực kinh doanh rất là nhiều khắc nghiệt và áp lực á, thì người ta nói là thiên nga mà tắm ở thương trường thì trước sau gì cũng thành gà chọi. Nhưng mà với mà thương thiệt thì chị thường cái câu đó không có đúng với chị đúng không? Câu này phải ngẫm. Thực ra thì mình cũng không phải là tự tin đâu, nhưng mà mình luôn luôn học hỏi những người xung quanh. Ở xung quanh mình biết rất là nhiều những người phụ nữ rất là giỏi, rất là thành đạt, và họ luôn giữ được cái vẻ ngoài cũng rất là quyến rũ, rất là hấp dẫn. Thì đúng cái câu đó thì ở cái khía cạnh là chắc chắn trong thương trường nó rất là khắc nghiệt, nó rất là đau đầu, nhức óc, đặc biệt là với một người mà phải điều hành rất là nhiều cái công việc như vậy thì chắc chắn có stress, có áp lực, có những lúc có những cái lúc đầu bù tóc rối thì có chứ. Thế nhưng mà nếu như mình có cái phụ nữ, chị em phụ nữ mà nếu mà biết ý thức cái giữ gìn bản thân, giữ gìn hình ảnh của mình thì mình vẫn có thể làm đẹp. Rất nhiều người quan niệm là giám đốc thì phải xấu. Có những người quan niệm không, giám đốc là phải xấu, tức là lãnh đạo là không cần đẹp, không cần trau chuốt, thì Huyền không đồng ý với quan điểm đó. Thực ra cái đẹp xấu ở đây nó không nói lên, nó cũng không đi kèm với năng lực nữa, bởi vì cái năng lực của một người nó từ những cái quá trình người ta tích lũy, từ cái khả năng học hỏi của người ta, từ những cái uy mà có thể người ta phát ra từ bên trong. Không có nghĩa người đấy phải xấu hay người đấy phải đẹp. Còn xấu hay đẹp thì nhiều khi đó là do ông trời cho chúng ta, bố mẹ đã đặt cho chúng ta, thì chúng ta được hưởng cái điều đấy thôi. Và chúng ta phải biết nếu muốn đẹp hơn, dần đẹp hơn thì chúng ta phải tự hoàn thiện mình, chúng ta phải chăm sóc, chúng ta phải nói chung là chăm sóc, nuôi dưỡng, thì dần dần nó sẽ giữ được cái vẻ thanh xuân đó. Nên Huyền thì tại vì cũng trước đây cũng nhiều cái định kiến, thường là những người phụ nữ đẹp thì sẽ không làm được gì, và mình rất bức xúc vì cái điều đấy. Và chính vì cái điều đấy nên mình lại càng phải chứng minh. Nó cũng là những cái, tại vì đây không phải là một mình của Huyền mà là tâm sự của những người bạn của Huyền. Thì Huyền cũng rất là hạnh phúc vì có rất là nhiều những người bạn rất đẹp nhưng họ rất là giỏi, và đó chính là những cái tấm gương mà để mình có thể học hỏi. Chị từng nói là cái sự mà già cỗi ở về mặt hình thức thì nó không có quan trọng bằng cái sự già cỗi ở trong tâm hồn. Thì chị đã nuôi dưỡng cái sức trẻ từ trong tâm hồn của mình bằng cách như thế nào? Đúng vậy, bởi vì có rất là nhiều người tuổi đời rất là ít nhưng họ suy nghĩ rất là già, cho nên là họ nhìn họ vẫn già lắm. Nhưng có những người họ nhiều tuổi nhưng mà cái tâm hồn của họ trẻ trung, đặc biệt là rất là nhiều những người làm nghệ thuật là có được điều này, bởi vì họ luôn luôn có cái sự sáng tạo rất kích thích, cho nên là họ, cái tâm hồn họ rất là trẻ, và mọi người gặp họ vẫn phải ngưỡng mộ. Thì Huyền nghĩ là cái trẻ hay già nó cũng không thể nào một cái định nghĩa một cách chính xác theo kiểu lý tính, theo kiểu tuổi tác, mà nó còn cái tâm hồn nó rất là quan trọng. Và cái tâm hồn để chúng ta trẻ trung thì chúng ta rất là cần phải
cũng là phải tập luyện đấy, cũng phải rèn luyện đấy, cũng phải nuôi dưỡng đấy. Chúng ta cũng phải suy nghĩ tích cực hơn, mọi thứ nó lạc quan hơn, thay cùng vì cùng một sự vật hiện tượng. Nếu những người có cái suy nghĩ tiêu cực là họ luôn luôn nghĩ theo cái chiều hướng xấu, mà khi mà nghĩ về cái gì xấu xa là đầu óc nó cũng sẽ, nó sẽ không căng, nó bị căng thẳng. Nếu mà chúng ta nghĩ về một cái viễn cảnh, cái tương lai thì chúng ta sẽ cảm thấy là nó nhiều cái hưng phấn hơn. Và thực ra với những cái người làm nghệ thuật thì họ có cái lợi thế là họ khi mà họ có một cái niềm đam mê gì đấy về nghệ thuật, về hội họa, rồi về những cái âm nhạc vân vân, thì những cái tâm hồn họ rất là trẻ trung. Đấy, thì Huyền rất là thích những cái người như vậy. Cho nên mình nghĩ là cái tâm hồn của mình luôn luôn, nếu mà mình có một cái nhiệt huyết, cái sự gọi là tươi trẻ trung, thì nó sẽ toát ra bên ngoài. Và nếu như vậy thì mình cũng sẽ bên ngoài mọi người cũng nhìn thấy cái sự tươi trẻ của mình. Anh Nga tin rằng là khi mà theo dõi chương trình này thì nghe chị Mai Thu Huyền chia sẻ thì chúng ta sẽ học hỏi được rất là nhiều cái kinh nghiệm để có thể là làm cho tâm hồn chúng ta tươi trẻ hơn. Còn rất là nhiều điều muốn nói với chị nhưng mà chắc chắn là thời lượng chương trình đã hết rồi, cho nên là chúng ta phải trả Mai Thu Huyền trở về với công việc và gia đình. Ngày hôm nay thì mình rất là cảm ơn chị một buổi chiều đã dành thời gian cho chương trình Trong Cái Phía Sau. Chúc rằng chị sẽ luôn giữ được cái hình ảnh rất là cá tính mạnh mẽ như thế này. Xin cảm ơn Minh Nga và cũng xin cảm ơn quý khán giả. Minh Nga hy vọng là trong thời gian vừa qua thì chương trình Cà Phê Vé Sao luôn là chiếc cầu nối để giúp quý vị và khán giả đến gần hơn với những nghệ sĩ mà mình yêu mến. Một lần nữa rất cảm ơn Tổng Công ty Phong Phú đã đồng hành với chúng ta chương trình này. Mến chúc quý vị và các bạn sẽ có một ngày chủ nhật thật là nhiều niềm vui. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.